công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh xin kính chào quý vị và bà con. Hôm nay, công ty chúng tôi sẽ giới thiệu tới bà con một dòng sản phẩm, đó là máy đóng gạch không nung. Máy đóng gạch không nung là dòng máy chuyên sản xuất gạch cải tiến nhất, có chức năng đóng được gạch từ nguyên liệu đá mạt hoặc cát sỏi trộn xi măng cho năng suất cao, viên gạch chắc chắn và bền. Sau đây, Thu Hoa sẽ hướng dẫn quý khách về cách sử dụng máy đóng gạch không nung. Đầu tiên, ta trộn đều nguyên liệu mặt đá hoặc cát sỏi với máy trộn bê tông. Sau đó, cho thêm phụ gia ướt như nước để tăng độ kết dính theo định lượng 3 khô 2 ướt. Khi nguyên liệu đã được trộn đều, thì ta đưa nguyên liệu vào bên trong khuôn của máy đóng gạch không nung. Như mọi người đang thấy, máy đóng gạch không nung được thiết kế bằng thép nhập khẩu nên có độ bền cao. Máy có nhiều khuôn gạch khác nhau như khuôn 4 viên, 8 viên, 10 viên, khuôn 12 viên và khuôn 18 viên. Tùy loại khuôn sẽ cho ra kích cỡ viên gạch khác nhau phù hợp với xây tường bao, xây nhà hay xây chuồng trại. Máy sử dụng lực nén để đóng thành viên rồi đem phơi trong không khí và sử dụng được luôn nên không gây hại tới sức khỏe của con người và môi trường. Bộ phận làm việc của máy gồm hai motor đầm rung lắp hai bên khuôn gạch và một motor đầm rung lắp trên bàn trông, một hộp số lắp trên cùng. Công suất của motor là 2,2 kW, sử dụng dòng điện 380 V cho năng suất đạt từ 3.000 đến 4.000 viên trên 1 ca 8 tiếng. Sau đây là hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển. Bước 1, ta bấm nút 2 đầm rung. Bước 2, kéo tay phanh. Bước 3, kéo tay cầm cỏ. Bước 4, ta bấm nút 3 đầm rung. Bước 5, bấm nút lên khuôn màu đỏ. Và cuối cùng, ta sử dụng xe lấy gạch để lấy gạch ra. Máy đóng gạch không nung khuôn 10 viên cho viên gạch có chiều dài từ 14 cm, chiều rộng 10 cm và chiều cao 25 cm. Gạch được ép chặt thành khuôn đẹp và vuông vắn, cùng với giá cả phải chăng, máy đóng gạch không nung chính là lựa chọn hàng đầu dành cho bà con. Ngoài ra, công ty còn thiết kế khuôn gạch với kích thước khác nhau phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi người. Với đội ngũ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn tự tin với mọi sản phẩm của mình trên thị trường công nghiệp và nông nghiệp Việt Nam hiện nay. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng, bảo hành lên đến 6 tháng, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay tới số hotline của công ty 0911 754422 hoặc 088 801 9922. Nếu cảm thấy clip này hay và hữu ích, hãy ấn vào quả chuông phía bên dưới để nhận được thông báo về những clip mới nhất. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn, chúc bà con thành công.